Đó cả nhà, thì hôm nay má ông má em mình cứ áo ấm lên rừng này cả nhà. Đó, hôm nay mùa lạnh. Ông bó cái gì trong đây mà cứ hét vào. Hai anh em xuất phát đi từ hồi ba anh em đi xuất phát từ hồi 7 giờ rưỡi. Bây giờ tới chỗ là 11 rưỡi nha cả nhà. 1 giờ rưỡi trưa ăn cơm. Má anh em ghé vào tiệm ăn cơm xong bây giờ lên rừng này. Cái rừng này rất là xa. Trời dương dữ rất là nhiều nha cả nhà. Quá chừng này, lá rất là đẹp. Quá chừng luôn. Bụi bụi luôn nhưng mà không biết sao nào mới lên cũng chưa coi. Hình như đa số là bụi nhỏ nhỏ không à. Lên xem rồi cả nhà. Thấy gai của nó, mùa này gió của mình vô mùa mưa gió nha. Nó không có hoa. Lên xem quá chừng. Có gì không biết không con? Gai đúng rồi. Kêu mình kêu quýt chứ. Lá nó không hay vậy. Ồ. Gai chuột chào bên này. Là coi đẹp quá chừng luôn. Có đường mòn này. Rồi cả nhà má em lên núi này. À, này dân họ thả bò quá chừng luôn. Đinh Sam với sườn liễu quá chừng luôn, dày đất nha cả nhà. Nhất là sườn liễu. Sườn liễu đẹp đó. Đẹp quá chừng luôn. Ôi sườn liễu chứ. Mà coi bé tẹo thôi. À sườn liễu. Sườn liễu. Sườn liễu sườn liễu. Quá chừng luôn. Quá chừng sườn liễu. Giờ em phải lên phía trên đồi cao kia nha cả nhà. Lên xem bạc ngàn luôn, cả rừng lên xem luôn cả nhà ơi. Quá chừng trên đường mình đi nè. Không cả nhà thấy không? Gai đến nỗi mà không đi được luôn á nha. Ôi dù. Rừng liễu nhà này toàn tự nhiên luôn, đẹp. Ôi dù. Hả? Ờ lên xem, lên xem toàn lên xem không á, như dày gai. Nên nó dày như gai vít luôn mà. Ô, chua cái nó hoa đẹp chưa? Giờ cánh bướm này mong ơi, đẹp. Trời ơi, nó hoa chưa? Chu. Ồ, quá ông nào đứng ra làm mô hình đi bài luôn á. Ồ, quá đẹp dữ ấy. Ui chô. Quá chừng luôn, một rừng luôn. Thôi đó là cái gì? Cánh bướm. Giờ bạn tới núi á, cũng chưa tới núi thì lâu rồi nhưng mà tới được coi lên xem bự. Nói chung là một bụi lên xem giờ lấy rất là khó nha cả nhà, không phải đơn giản. Gai gươm đó anh em nói giờ người lấy ít bụi chỗ đây. Mà anh em nói đi, mình cũng đi kiếm bụi đó. Khó đó lắm. Ừ, muốn làm sao đem xuống núi được là được, được à. Ủa, lên xem mà cả nhà ơi. Đó, mình không phải đi. Mình không ấy đâu, mà quay thật sự cả nhà xem luôn, lên xem quá nhiều nha. Ở mùa này mùa hè nó có hoa, mùa này mùa mưa. Trái nó đẹp chưa? Trái này. Đấy. À, lên xem quả trái chứ. Có trái nó rụng hột nó mọc chứ. Có hoa có quả đường hoàng. Ui gà đâm đầu quá. Cả nhà ơi, mình đang lạc vào giữa rừng Lên Sam và Dương Liễu, ở Sơn Liễu. Nhà không? Toàn là Lên Sam với Dương Liễu thôi. Đó, hôm nay mình cũng đi rừng, mình xin ghi lại những cái hình ảnh chân thật nhất của núi rừng nha. Cái bụi này cũng khá to này. Lên Sam nha cả nhà. Ồ. Nhưng mà cái góc nó quá chừng ở dưới này. Gai quá, hát ra rất là khó khăn. Đập xuống ở nhà xem. Không, rất là tìm cái bụi nào mà nó dưới đào mình mới đào. Khó quá. Người ta họ cũng đào nha cả nhà. Đây cả nhà. Dạ, gai quá nha. Đầm chịu không nói luôn. Ui trời, chỗ nào cũng gai. Mình cũng lấy một cây á. Không. Nó nói chung là tự nhiên nhưng mà nó già lắm. Sơn liễu này. Dày đất. Nó chỉ núi này đặc biệt với Lên Sam với sơn liễu thôi, không có cái gì khác luôn cả nhà ơi. Quá chứ con, gốc này già này. Cho mình dọn cắt lá gốc này nha. Dọn xong gai nha cả nhà. Mà dọn xong tàn này chưa có hết gai đâu. Còn gai cũng quá dày này, nhìn không? Kinh khủng. Rồi. Nói chung là gai này là lũa có lỗ hết nha. Hàng tự nhiên chứ không phải hàng ươm trầm cho nên nó sẽ có lỗi. Còn cái đọt này tắm mùa kia nó sẽ ra hoa tím rừng luôn. Này mình sẽ khai thác nó thôi.
khó khăn nha cả nhà. Rồi, toàn đá không này cả nhà ơi. Quờ xuống đầu qua xuống đâu. Khó khăn lắm, đào một cái rất là khó. Không, đá cứng. Đá dầm không này, không phải đất. Toàn đá sỏi cho nên chỉ có cái dòng này mới sống được. Dòng này có gai nó mới sống được. Hạt lá lá nhỏ lá lá kim nó mới ít thoát nước nha. Mới sống được cả nhà. Để cũng coi to bự không có sống được. Cái đầu tiên nha cả nhà. Thân như cắn dao thôi. Ba thân. Thì giờ mình để cái tàn cao cao về mình đội năm đầu tiên thì mình chơi hoa nha. Nên mình cắt tàn cao mình đánh tỷ bài mình chơi thôi. Cầm rừng cũng được. Đấy, một cây. Mình nói thật với cái nhà ra là khá nhiều linh sam nha cả nhà. Là chỉ có lừa và lói thôi chứ không có đi lục. Chung đã nằm khắp mọi nơi, mỗi bước chúng ta đều có nó nằm đầy hết. Cái nhà thơm, đó, mày không có nói xạo đâu. Đó. Góc này cũng khá to. Góc này nữa. Cái nhà thơm. Trên này cũng có mấy cây dương liễu cũng thiệt đẹp nữa. Cái này là góc này cũng khá to này. Nhưng mà đào rất là mệt. Nhà thơm. Em bối bối luôn. Cả rừng luôn. Không có sức đào nha cả nhà. Thử kiếm thêm cây nữa cả nhà ơi. Khó quá. Khó lấy quá. Đất cái đá không mày. Đào nó không xuống. Đây cả nhà. Rồi chỉ có lựa và lá thôi nha. Không có lục nha. Nói chung là khắp tất cả cái máy mình ghi hình lại được 90% là lên sam hết nha. Mình sẽ nhắc lại 90% là gốc lên sam hết. Không có cái lá nào khác ngoài cái lá lên sam. Một hai cái cây dại lộn vào. Là chỉ chúng ta lựa thôi. Thích cây nào, mẫu nào mà lói thôi. À, mình thích cho cái cây đây. Trực đây. Cắt cây 2 phút này về cho mẫu tử. Thằng to thằng nhỏ chỉ lựa thớ mình chơi thôi chứ còn không còn phải đi lục coi gì, nói chung là nằm khắp mọi nơi luôn. Nhìn không? Giết thằng này ngang này. Về trên cao dần chút nó chơi mẫu tử thôi. Tây tàn thì hoa chơi. Thằng rừng tự nhiên 100% nha cả nhà. Đây này, có cây cây dại này. Một vài cây cây dại lột lạc vào thôi. Đây cả nhà, mình đem ra này. Đó, không? Cao, cho tông cao trước nha. Về mình trước mình cho hoa, sau mình mới cho lúa, lỗ không? Lỗi hết nha cả nhà. Nó xí xì vậy nhưng mà lỗi không không, nhà không? Lỗi hết nha. Lỗi dán da luôn vậy. Này, quăng này, đèn phải ra luôn này. Xí da này thôi. Siêu lỗi luôn. Rồi, mình được hai cây. Này, mình lựa được một cây nữa nha cả nhà. Đây mình gọi là lựa chứ không gọi là lục nữa nha. Mới lựa được một góc. Ơi, nó được hai góc rồi. Thấy có mấy cái nhà thấy không? Đây cũng là linh sam luôn này. Nhưng mà thật sự đào được coi đây nó khó quá quá chừng khó luôn. Đất rất là cứng, đá không. Gà nữa rớ là gai đâm. Tại vì không biết bao nhiêu cây gai đâm vô người này cả nhà. Thật sự luôn. Thôi buồn kia là giờ mình lái tiếp rất góc rất là dài nha. Đây cả nhà, không? Này em đã lên này, thật sự là rất là khó khăn nha, lỗi ghê lắm á. Khúc này rồi hết này, khúc lên này tuyệt non không có lỗi nha, không có lỗi này, đỡ đẹp, hàng tự nhiên nha, đào trên rừng núi luôn á, lấy khí thớ luôn cả nhà, mà đất khó đào quá, đào cả búi rồi, được ba cây rồi cả nhà, bây giờ trùng tiếp cả nhà, nói chung là nó nhiều bạn hàng luôn. Mà không biết sao không biết nên là được voi còn đội hai bà trưng nữa cứ tiêu đội cứ đi tìm lục không chịu đào cả nhà. Hay mơ quá đây. Wow, mấy bụi này khủng luôn cả nhà, nó đào nào nó thật luôn. Đá này sao nó cứng quá, quỳ xô bào già bào lõi luôn, cứng quá đất cứng quá. Quá trời lên sam luôn. Chỗ nào cũng lên sam á.
Đây này, lá của nó này cả nhà không? Lá này rí 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 á. Nó rí luôn. Giống như linh sâm Nhật luôn, linh sâm 86. Chung nha cả nhà. Chung nó được khó đi quá. Chung thôi. Ây, gài không ơi. Yên tay xuống là đậm gài phải chung thôi cho bò gì vậy. Gài lắc ngóc lên trên lại bòn gài không ơi. Thấy nó không? Rưng rưng luôn. Thấy gà giá mang luôn nha cả nhà. Nói chung là còn rất là to bự nha mình thấy. Còn bạc ngàn luôn. Không có sức lắm, nó còn nó không. Muốn đi phải phát cái này, không đi được. Mình chung qua tiếp cả nhà. Đã nha. Dài quá đi không được. Không thể chung luôn nha. Kẹt luôn. Đuôi con được cái thớt con xong luôn nha. Giờ phải đào tiếp coi ngay ra luôn cho nó rộng đường ra thôi. Đấy, kinh khủng luôn. Giả mang luôn nha. Được quá, nguy hiểm quá. Sợ đâm mắt, sợ chuột trúng mắt luôn nha. Đấy, quá trường gan. Kinh khủng luôn cả nhà phải không? Xung quanh là nó. Đây cây nãy mình lấy ra nha cả nhà. Đó, mấy anh em bây giờ cũng gom tới chỗ này. Anh gom chiều qua giờ. Anh nói buổi chiều chứ không phải côm đó. Thôi, vậy lấy cây nhỏ ra cho đẹp chút này. Đó. Đấy, người được cây hai cây, mình được bốn cây. Tàn cao hơn luôn. Đó, đấy, đây của ông bạn này lấy cây tàn cao quá chứ. Đây cho lùm luôn giờ chứ cái lùm thấp nó bỏ đi. Kia, ổng kia, ông anh kia. Ừ. Đây. Đây. Được vô sách đây. Vô sách. Gầy quá. Quá chịu không đâu. Một cây lấy tiếng đồng hồ luôn, nợ dọn dưới đầu nó là cái tiếng đồng hồ, cái nhỏ cũng khó đào luôn cả nhà luôn. Tiếng mà không ra nữa nha cả nhà. Ui xù, mà tay chừng này chỉ máu chỉ mũ hết đây. Ui xù. Gà dính này. Đó, ui dù, còn gà này. Ừ. Thấy không? Đó, gà đó. Gà giá chứ giá mang luôn. Anh giờ đào ngày nay được hai coi. Lê lử. Ui xù. Anh trợ giúp mới lên luôn nha cả nhà, không phải đào lên được đâu. Nó giúp mới lên đó. Đây là bữa ăn chiều của anh em đi rừng mình nè cả nhà. Đó, người thì dở bánh, người dở xôi, nước, sữa, nói chung là cũng đầy đủ. Đó, một lục bánh trưng ăn nè. Làm thôi là tiếp tục. Đi về giờ cũng tấu muộn à. Mấy giờ đi rồi? 2 giờ. 2 giờ rồi. Bữa 8 bự. Gió một khi đó. Sợ. Đây cả nhà, mấy anh em bây giờ ăn xong bây giờ tốn coi đi về nha cả nhà. Đào khó đào quá, nói chung là quá. Bữa khác cũng lên nữa. Bãi gà không? À, gà này. Ngọc đài bãi gà em. Gà cửa đó. Gà dọn đường không? Ừ. Đó không, gà à. Hay quá chẳng gà luôn. Gà non xử lý được, gà già là cắt thôi, không có làm gì được hết. Gà quá chẳng gà này. Gà quá chẳng gà. Nè, anh em mình đang dọn những khâu công đoạn cuối cùng vậy nha. Xong. Bị vậy bó gọn hết lại là đi về thôi. Rừng núi bạc ngàn gai quá chừng gai. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gia đình mình video tiếp theo.